Thưa các bạn, chúng ta đang quay lại di động Thạch Thất Hà Nội, nơi này mà hôm trước chúng ta đã đến đây để xử lý cho một cháu bé bị tâm linh nó tác động đến dẫn đến trạng thái cháu đang mất kiểm soát hành vi và gọi là bị mất hồn mất vía. Thần thì tâm linh chúng ta đã xử lý rồi. Hôm nay tôi đang đi ở bên Hà Đông thì tôi có gọi điện hỏi thăm chị thì chị có nói là cháu nó lại xé mất cái này đi hả chị? Cái này là cái việc rất là quan trọng, bắt thần đi là một chuyện, bây giờ phải đặt trận đồ, phải ngồi và nằm trong trận đồ thì như thế mới hiệu quả. Thì ra đây thầy hỏi chút nào, ra thầy bảo chút nào. Ra đây, ra ngồi đây thầy bảo, 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 ngồi ra đây thầy bảo. Đây. Đây nhá, đây hôm nay để hai bộ ở đây cho cháu nhá. Thì chị dán một bộ, cất đi một bộ, con ngồi đây bác ơi, con ngồi đây, ngồi đây này thầy hỏi chút nào. Nhá, cất đi một bộ nhá, đừng để cho cháu nó xé ra nhá. Nếu mà cháu nó lỡ có xé ra thì là phải còn các cái dán vào, nhưng hôm nay chưa đến lịch quay lại đâu, nhưng mà thế cháu từ hôm đến giờ cháu tiến triển của cháu nó như thế nào? Thì bây giờ là mọi thứ là nó bình ổn hơn gì? Bình ổn hơn rồi gì? Đấy, giờ chỉ cần nằm thêm trận đồ, nằm trận đồ nữa là không xé ra nữa là khỏi thôi nhá. Nghe nghe thầy hỏi này, con tên là gì? Quay đây thầy hỏi này, con tên là gì? Con tên là gì? Quay đây thầy hỏi nè, quay đây nào, quay đây thầy hỏi nè. Con tên là gì? Con tên là gì? Quay đây thầy hỏi này, quay đây. Con tên là gì? Con tên là gì? Quay nhìn thầy nào, nhìn thầy nào, nhìn thầy nào. Con tên là gì? Quay đây thầy hỏi, quay đây thầy hỏi nè. Thảo. Nhưng mà từ hôm đến giờ là cái biểu hiện nó có tốt dần lên không? Có gì ạ? Mọi thứ là nó đỡ tháo gắt hơn rồi gì? Vâng. Rồi. Nó không hỏi, mới nói, không hỏi, không nói. Rồi từ đây gọi là cái phần vía, phần hồn vía nó đang hồi về. Mà lại cũng vợ còn là thì ví dụ cháu bị đau muốn làm gì đây mà bác có mua cháu cái nơi gì gọi mẹ là bác gọi là mẹ thì để gọi là cổ. Thôi được rồi, bây giờ chị chú ý là đây là để cho chị hai bộ nhá. Chị dán một bộ, đừng để cho nó bóc ra, dán nó sao đến băng dính, dán nó cho và các cái viền để đừng để cho nó bóc ra, vì cái viền này nó quan trọng, rất là quan trọng nhá, thì nó sẽ nhanh hồi thôi. Nhưng hôm nay là chưa đến lịch quay lại của gia đình đâu, nhưng mà gọi điện cho chị bảo thế cho nên là phải tức tốc quay lại đấy nhá. Cất đi một bộ nhá, đừng để cho cháu nó xé, nếu mà chẳng may cháu nó có xé thì còn có cái gì để làm. Vâng, rồi tôi đây rồi. Thưa các bạn, có một điều tôi muốn lồng ghép ở trong clip này về cái tiến độ cũng như là kết quả của các trường hợp mà tôi nói do tâm linh tác động, thì các bạn hãy cứ yên tâm rằng những trường hợp nào tôi khẳng định tôi sẽ giúp được gia đình để chữa được cho các cái bệnh nhân bị tâm linh tác động thì các bạn cứ yên tâm là các trường hợp đó sẽ khỏi. Còn hôm nay thì tôi có muốn lồng ghép một thông điệp với nhân gian như thế này. Thưa các bạn, phúc khí của Việt Nam đang thay đổi và đang dày lên rất rất tích cực. Mọi cái biến chuyển, mọi cái sự tác động về tâm linh xấu của cả toàn bộ trên hệ thống lãnh thổ Việt Nam nó đang ít dần đi, vì chúng ta đang đi làm những việc rất rất quan trọng cho đất nước. Giải quyết thần ở trên các vị trí địa lý, đó là một việc rất quan trọng. Hay làm về mảng gia tiên cũng rất quan trọng. Đặc biệt là cái mảng liệt sĩ năm ngoái chúng ta làm, đưa rước hết tất cả các vong linh liệt sĩ lên thiên. Cho nên cái âm khí của Việt Nam nó đã thông thoáng và nó giảm đi rất nhiều thưa các bạn. Và một cái biểu hiện mà năm nay tôi chưa muốn nói ra, nhưng có lẽ tôi phải nói ra tại vì chúng ta chuẩn bị đi tiếp cái mảng gia tiên, đó là gì? Các cơn bão đã, năm nay nó không còn hướng nhiều về Việt Nam. Từ đầu năm đến giờ chúng ta mới đón nhận một hay là hai cơn gì đó thôi. Chứ còn nếu như so với mọi năm, bằng giờ mọi năm, bằng cái tháng này, những năm trước thì miền Trung chúng ta đã phải hứng chịu rất nhiều những cơn bão, rất nhiều những thiên tai, những hiện tượng tự nhiên. Chúng ta hãy cố gắng tích phúc đức cho đất nước bằng cách tích phúc đức cho bản thân và cho dòng họ. Thì mỗi một dòng họ phúc khí dày lên
thì phúc khí của đất nước sẽ dày lên theo từng dòng họ. Đó là thông điệp tôi muốn truyền tải. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhà chị là có chuyện là vấn đề gì? Vâng, cái con là 3 năm nay là cứ mất trí nhớ, là mở đầu mất ít ít nhưng mà bây giờ lại hóa mất nhiều. Và 3 năm rồi rồi, cái con cũng rất là một giật. Nhà chị làm lâu chưa? Nhà con làm được 13 năm rồi. 13 năm rồi. Vâng. Anh nhưng mà bắt đầu bị từ bao giờ? Con mới bị đầu 3 năm nay thôi nhưng mà mở đầu ít thì bây giờ mở đầu bị ít, tức là bắt đầu bị từ 3 năm nay thôi. Vâng, mới ít ít thôi nhưng càng ngày càng nặng. Trước khi anh ấy bị thì nhà có cải tạo đất cát gì không? Có làm một chỗ nào, cải tạo chỗ nào không? Con chả làm gì cả. À con cứ cạnh nặng cái lề này, con làm nặng cái lề thôi. Con làm nặng cái lề thôi. Tại cái lề nó bị lún rồi, thời gian con làm nó gấp quá nên là cái lề nó lún thế này. Lún chỗ nào? Chào cô. Lún ở cái tường này. Con đi cứ phập phập vào cùng, thế là con cày lên nó đổ bê tông nã. Thế thì nó còn ra luôn vấn đề rồi. Vâng. Đất này trước đây là cái đê. Vâng. Đê. Nhà con đây là cái ăn trước đây. Cái đê ở chỗ mặt đường đây, xong thay thải xuống đây đi. Vâng. Vâng. Đất này trước trước là được vượt lên, vượt hết vâng, lên. Vâng, vượt nó ở dưới dốc lên sâu sâu sâu. Thế bây giờ là anh còn có kiểm soát được mọi thứ không? Giờ không biết gì nữa, không biết được người nhà nữa. Bây giờ cũng bảo cái gì thì làm nhưng mà làm có gì cho không nhớ. Lần thần cả ngày. Không qua được ở đâu, không tai nạn. Không tai nạn, không gì cả. Đưa đi khám rồi nhỉ? Đưa đi khám không làm sao. Được rồi, đến kiểm tra luôn nhé. Bảo chưa được hay không em nói luôn. Không, không có chăm sự đâu, một sự thôi. Chị cứ tập trung vào đi, chị cứ tập trung vào. Đang bị thần nữ tác động rồi. Mất vía rồi. Mất vía luôn. Mất vía rồi. Mất vía rồi. Rồi. À. Đây có 7 viên mất hết rồi. Lần đây là bị thần nữ tác động. Thế thì trước đây nó đã tác động rồi. Thôi tôi chỉ tập trung vào đấy. Thần nó nằm ở đâu đấy? Các con của chị có ai mới sinh cháu hoặc đang mang bầu không? Không ạ, đây hai cháu đều mỗi đứa nó được một đứa con. Cháu trai chưa lấy vợ. Bạn nam là sinh năm bao nhiêu? Cháu sinh năm 2004. Còn bạn nữ lấy chồng rồi thì? Vâng, hai cháu đều lấy chồng. Hai cháu nữ là lớn. Còn hai cháu nữ lấy chồng rồi, à, đều sinh con rồi. Sinh con mà. Năm nay vẫn báo thai này, báo thêm người này. À. Báo thai nam rồi. Nhà này là anh chị ở từ lâu chưa ra, ở từ lâu chưa? Con ở năm 90. Từ 90, năm 90. Và ông bà và chồng, bố mẹ chồng con trong. Chứ nhà ông bà ở đâu? Nhà ông bà ở cách đây được một đoạn. Một đoạn là bao nhiêu? Cách đây vẫn thưởng đấy. Vâng. Trăm mét thì ạ. Vâng. Thì ông bà có cho anh chị đất nào không? Đấy, ông bà cho đất ở trong. Cho ở đây chứ còn ở trong kia là không? Không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em tả cái đất ở bên trong một chút nhất, cái đất này, đất cái kia này, đất đấy là xuống dốc này, sau đó này vào cái cổng kiểu ngang đây này, vào cái đất rộng, cái sân rộng lắm, xong rồi đi vào một cái nhà nhiều, đây có thể nhà ngày xưa, đó là nhà cấp 4 ngày xưa nằm ngang này này. Đấy, xong rồi bên này là có một cái nhiều bếp hay là chuồng lợn gì đó ở bên này. Cái đằng sau này nó có cái lùm cây, cái nhiều cây to lắm, nó có nhiều cây to. Đấy. Nhưng mà có cái lùm cây, có cái cây lùm cao, cây tre ấy ạ. Và thế là nó ở trong đấy mà ra chứ không phải ở đây đâu. Và nơi đây có cái sân rộng lắm, cái sân gạch rộng lắm. Và sân rất là rộng. Xong rồi còn có cái giếng nước ở bên phải đây này. Đúng không ạ? Thế thì nó ở bên đấy, nó ra đây chứ không phải nó ở đây đâu. Nó phải thế. Dạ. Nó ở trong đấy nó ra. Vâng, nó ở trong đất đấy, nó tác động đến đây. Trước đây thì anh cả của anh này còn không ạ? Bác thứ mất rồi. Ôi trời. Bác thứ hai cũng mất rồi, bây giờ còn ông thứ ba. May đấy, không thì là đi nốt. Ôi trời. Đất trong đấy là đất chôn của đấy ạ. Đất đây có chôn của đấy. Có thần giữ của, đây gọi là thần giữ của. Áo trắng tóc dài. Vâng. Phải có người nhìn thấy nó đấy, hoặc là người nhà hoặc là hàng xóm nhìn thấy nó đấy. Nó có chỗ cây bụi tre đấy, bụi tre đấy. Đúng là cái nào bụi tre. Vâng, nhưng mà nó ở bụi tre đấy. Nó ở bụi tre đấy. Vậy thì cái nhà đằng sau cũng có vấn đề. Đằng sau cũng có vấn đề, nhưng mà chỉ riêng nhà này. Vâng ạ, nhưng nó tác động đến nhà này. Nó tác động đến nhà này. Thì cái nhà đằng sau của nhà bà Tín đấy cũng có vấn đề. Cũng có vấn đề bất thường đấy ạ. Chứ không phải bình thường đâu ạ. Và anh này thì bắt hết vía đi rồi. Làm may đấy. Rồi. Thôi rồi. Hôm nay là kịp thời. Cũng may phúc đức mà còn chứ không về. Không về là thôi, là tôi nên bỏ. Tại vì một thời gian nữa là tự hủy hoại bản thân. Là sao là lại ra đi? Thì đấy, tự hủy hoại bản thân tức là tự gây ra, dẫn đến cái gọi là nói đúng từ gọi là tự vẫn. Đấy. Tại vì mất kiểm soát là thân nó tác động, mất kiểm soát là sẽ làm mình được đấy. Rồi. Thôi rồi, bắt nó đi xong cái là một phần nữa là bây giờ là anh, nếu mà anh chưa tỉnh táo thì giường của anh ngủ ở đâu thì dán cái trận đồ cho anh nằm anh ngủ nhá. Và cái ấn lệnh là phải nhét vào trong túi của anh là một cái nhét vào gối, dưới gối là hai. Đấy, sau đó nửa tháng nữa chị báo lại cái tình hình của anh nhé, để khi mà trước khi thầy trò đi vào miền Nam thì sẽ vòng qua đây một lần nữa nhé chị nhé. Rồi cái này thì chị yên tâm, gia đình yên tâm đấy, cũng may là phúc còn. Bây giờ cháu sắp hồi vào đây cháu bắt đi, tại vì phải xem nó theo từ đâu, bắt nó từ đấy thì nó mới khỏi được ạ. Vâng, bây giờ là xác hồn ở đây là không, các cái vong nó không quan trọng bằng thần. Đấy là thần giữ của ở trong đấy. Nó xuất phát từ trong đấy. Đấy là chúng ta hỏi, bạn này là con bạn mất tập trung thế. Rồi, thật ra. Thôi được rồi, bây giờ mọi thứ nó đang đảo lộn. Nó đang đảo lộn, thực ra như này này. Nó đang tác động rất nhiều người rồi, mất hết người anh em nên mất hết rồi. Nhưng mà không ai biết cái gì cả để mà tìm đến tâm linh. Mục đích của nó là được siêu thoát. Hôm nay cho là siêu thoát thì nó sẽ không tác động nữa, không còn ai tác động nữa cả, thì mọi thứ trở lại trạng thái bình thường. Đây mất hết người rồi đến tận hôm nay, đến nay ngày mình bắt đầu ra mình mới tìm đến tâm linh chứ nhá. Rồi. Nó ở đâu phải tìm chỗ xuất phát, mà chỗ xuất phát của nó là ở trong nhà trong. Đấy. Vừa nãy cháu phải xuất hồn để vào cho đấy tìm chỗ nó xuất phát, và bây giờ xuất hồn vào đó để bắt là xong rồi. Có hiểu không ạ? Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết tất cả các vong linh lang thang và thần nữ giữ của lên thiên đợi xét xử.
thời gian sẽ hồi vía về, hồi dần vía về. Và cái này nếu các gia đình mà cho up clip thì thầy trò theo sát sát để mà mọi người ta có chứng kiến cái sự hồi phục của anh này, để biết được tâm linh như thế nào. Cái này cho up clip gia đình cứ suy nghĩ đi, tại vì cho up clip nó thêm cái phong phúc cái đức cho gia đình. Vâng, chắc chắn đảm bảo gia đình và gia đình yên tâm này theo sát anh này để cho người đời người ta còn chứng kiến là trải nghiệm tâm linh nó huyền diệu nó như thế nào, và gia đình yên tâm là sẽ bình thường trở lại nhá. Rồi rồi, bây giờ thì để cho anh ấy trận đồ và ấn lệnh về sang để cho anh thêm tí nữa là được. Rồi rồi. À, thưa các bạn, chúng ta sẽ theo sát nhân vật này, và đối với những nhân vật và trường hợp đặc thù tôi sẽ làm các clip feedback cho các bạn để các bạn trải nghiệm tâm linh là như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh tên là gì? Tứ. Anh tên là Tứ à? Anh sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Tên là quên nhỉ? À, anh có mấy con? Hả? Anh có mấy cháu? Cháu á? Mấy người con? Cứ mình tính trả lời em là anh có mấy người con? Mấy người? Hiện anh có mấy người con? Nhiều con. Bao nhiêu? Nhiều là bao nhiêu? Một cái để em đang gọi là hù gọi được lần thứ đây. Có mấy người con? Vợ anh tên là gì? Trúc. Trúc à? Con gái anh tên là gì? Hai cháu. Cháu lớn tên là gì? Tên là gì? Mai. Mai à? Cháu ngoại tên là gì? Cháu gái ngoại tên là gì? Cháu gái ngoại tên là gì? Cái cháu vừa đây tên là gì? Nhi à? Nhi lại xem nào, cố nghĩ xem nào. Cháu gái ngoại tên là gì? Tên là gì? Tên là gì? Anh nhìn em này, anh nhìn em này. Anh nhìn cái nhìn mắt em, nhìn mắt em, nhìn mắt em, nhìn thẳng mắt em, nhìn thẳng mắt em, nhìn mắt em thôi, nhìn một lúc, nhìn sâu, nhìn lâu, nhìn mắt em này, nhìn vào mắt em thôi mà, anh nhìn vào mắt em thôi này, người này nhìn, sao thì nhìn nó đau à? Thế sao lại không nhìn? Nhìn vào mắt em thôi này, nhìn này, anh tên là gì? Tứ, vợ anh tên là gì? Vợ tên là gì? Tên là gì? Trúc à? Trúc à? Con gái lớn tên là gì? Con gái lớn tên là gì? Hả? Nhớ nhá. Anh cứ nhìn vào mắt em là anh nhớ ra. Anh nhìn đây này. Con gái lớn tên là gì? Nhớ nhá. Vâng. Đây cháu đứng trước mặt anh này. Tên là gì? Đây cháu đang được. Tên là gì? Mai. Mai đấy. Nhá. Rồi, thôi rồi. Anh chị có là anh nằm có đi hay đi lang thang không? Anh chị ở nhà. Chị cũng ở nhà. Rồi, thôi rồi. Làm đi đâu? Rồi. Trường hợp này ấn lệnh sẽ ký. Đối với trường hợp đặc biệt thì tôi sẽ ký ấn lệnh. Đưa cho anh cái này, anh phải cầm trong người nhé, đừng vứt đi nhá, đừng vứt đi nhá. Chút thế ạ. Sao ạ? Anh đọc cho em một chữ này xem là cái gì? Chữ này là cái gì? Vâng. Chữ gì? Chữ gì? Đấy cái gì? Nghĩ gì? Chính. Đây là chính, thì còn đây là gì? Quốc. Quốc hay là quân? Là quân. Đây là gì? Lương. 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 Đọc đầy đủ là gì? Lương. Chính. Quân. Rồi. Anh cầm lại. Nửa tháng nữa em quay lại nhé, cái cần cầm trong mình.
Thôi được rồi, Trang dừng.